Hello. Hello, my friend. Welcome to the game. Hello. Hi. Game gì đây? Game hình như là chế độ thì phải. Oh. Sorry, my friend. Thử tí làm gì cắn. Hey. Sao, bạn muốn cái gì đây? Bạn muốn một thanh kiếm bằng sắt hả? Ok. Chị mời dạy đẹp. Dạy. Hello. Nice. Vậy mình sẽ lấy sắt. Bullshit. Đóng con dấu kiếm lên hả? Cái gì đây? Dao này, kiếm này, rìu. Được chưa? Cho vào lò. Ok. Nice. And then? Thổi lửa lên. Aha. Hui, 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 hui. Còn nào? Hui. Ok, my friend. What the fuck? Hello? Lấy búa đóng hả? Ok. Búa của tôi đâu? Here. Hàm. Quen. Holy shit. Phê phết, my friend. Cái gì đấy? Nhúng nước à? Chưa đóng xong mà nhúng cái gì? Đóng cho đàng hoàng coi nào. Cái đậu phộng, cái búa này. Ờ, nó nguội mất rồi. Nice. Nhìn còn đẹp rồi. Cũng đẹp rồi đó, my friend. Oh shit. Giờ làm cái gì cơ? Mài hả? Ok, cho một viên ngọc vào này hả? Nice, my friend. Đẹp chắn. Nè. Hợp lý chưa? Cái thái độ gì đấy? Được hả? Được thì tốt. Nôn tiền ra. Mà năm cái cục kích tiền của mình đâu? Hello. Đâu có làm free đâu mày. Khóc khóc cái gì? Bây giờ làm cái rìu hả? Ok. What the fuck? Đập vào tay hả? Wow. Ghê vậy. Oh shit, I'm sorry. Mình cầm được đồ nóng luôn nè. Ghê vậy, good. Phê vãi, my friend. Đổi nghề, đổi nghề. Đi làm thợ rèn được rồi. Nó nguội mất toi rồi. Tiếp theo chúng ta làm gì? Gắn cán vào cho nó. Phải nào biết. Hình như không rồi. Cái này mới đúng. Quá, không phải luôn. Như là cái này. Right. Yes, cái này đây. Nice. Được. Ơ, cái đậu xanh. Bé đợi anh siêu bé. Để anh xử thằng này cái. Mày có nôn nào? Mày nôn nào con chó? Tao làm cả ngày cho mày ăn à? Đủ mất dậy, đủ mất nít. Ơ, xin lỗi, xin lỗi. Nè các bạn này, lần này cầm cẩn thận. Chết mẹ rồi, đứng máy rồi. Hello? Nôn tiền đây là đứng máy chứ. Con này chơi trò quỵt tiền rồi. Bị sù tiền mày phải. Nice. Ok. Oh, hello. Bạn muốn đồ như thế nào? Vào vấn đề đi. Ok. Căng nhà.
mới thốn. Chà, căng đấy. Ok my friend, không thể nào có năng lực hoàn hảo được hết. What the fuck is this? Para para bum bum. Ngôi sao à? Cái đậu phộng. Đợi xíu nhanh. Kiếm ngôi sao cái. Đây rồi. Nice. Được chưa? Hợp cái bản lý được chưa? Cái thái độ gì đấy? Gật gật. Tiền. Nôn tiền ra nhanh. Đừng như con kia. Thank you my friend. Bye bye. Kinh doanh nó phải vậy chứ. See you again. Mày định bạo hành nó bằng cái chuông mà nó ăn mất cái chuông rồi. Hello. Mấy cái lọ thuốc cường hóa cái bàn tay của mình xài nhiều quá nó phí. Có đấy, không đùa đâu. Nice. Relax fest. Hey, chơi game này yêu đầy fest my friend. Hi hi hi. Này phải không ta? Có vẻ giống đấy. Của chú đây. Nice. Thank you. Thank you. Bye bye. Mấy cái lọ này giúp cái tay của mình cầm được thuốc dễ hơn này, nhưng mà vấn đề là như mình sắp hết rồi thì phải. Con bé này quay lại, con bé này bừa xù mình cái này. Hello. To the market hả? Ok. Sao được có mấy đồng vậy? 1G, 1 vàng. Con vàng, con lợn này có 1 vàng này. Con lợn này có 1 vàng. Nè. What the fuck? Gì đấy? Ừ? Cái gì đây? Tự dưng mình thành cậu bé bán diêm mẹ rồi. Con lợn này. Thôi nhiều đồ rồi, đi về thôi. Rồi luôn. Bé mẹ một lọ rồi. Do mua nhiều quá đó mẹ friend. Bé. Còn cái này nữa. Cầm về thôi. Holy fucking shit. Nhiều đồ vậy kích. Ai đây? Nghe rồi mày. Tắt the fuck. Hello. Làm...
Đừng có nóng, đừng có nóng, đừng có nóng. Nóng không giải quyết được việc gì hết. Rồi, hết luôn cái thuốc để ấy rồi. Cái thuốc để cầm đồ nóng rồi. Không sao, pro mà. Dùng cái này cũng được. Ok, ok. Cái gì ấy? Cái gì vậy? Đưa ném cái gì đây? Anh kiếm này nhìn như kích rồi. Hello. Ơ à. Phá mày. Bớt phá lại giùm tao. Kiếm mày nhìn như kích tại mày đấy. Đừng qua anh em. Bậy 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 bậy. Ai cái ném cái đồ lung tung thế nhỉ? Ngôi sao. Thanh kiếm nhìn như cái cục kích vậy. Tại ai thì bạn tự hiểu. Không giống như bức vẽ lắm. Ơ à. Không đồng ý cái bạn phải ngoài đời là bạn ăn mấy tát. Cái đậu. Cái gì thế này? Holy shit. Ủa? Ai làm cái gì mà cái búa to vậy? Phá vừa mày. Jesus fucking Christ. Giống lắm hả? Không giống lắm nhưng mà thôi kệ đi. Nè. Giống rồi đấy. Ờ, mà mày mà không gật đầu tao lại đấm cho. Tiền đâu? 2 đồng mà thôi cũng được. À, con chim đáng ghét vậy. Yên tâm đi, giết được người đấy. Thank you. Hello, hôm nay làm ăn như kích vậy. Mà hình như ngày nào chả vậy.